Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một cái đoạn clip đang gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây. Đoạn clip này thì do ba thanh niên thực hiện với nội dung là giả làm đối tượng khủng bố quăng bom. Một người thanh niên thì mặc áo choàng màu trắng, khăn trùm đầu, ôm một gói giống như là thuốc nổ đặt hoặc là quăng vào chỗ đông người như là công viên hoặc là nhà chờ xe buýt, làm cho nhiều người hoảng hốt bỏ chạy. Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về công nghệ cao Công an Hà Nội cho biết hiện đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ sự việc trên.